Xin chào các bạn đến với kênh Lửa Núi. Đây là tô canh huyết các bạn. Món này ăn rất là mát nha. Trong video hôm nay mình chia sẻ cách nấu một món canh cực kỳ đơn giản nhưng ăn rất là ngon các bạn. Nói chung là cách nấu thì mỗi người có một cách khác nhau. Có thể thêm chẳng hạn như là tôm khô đó các bạn. Mình chỉ dùng huyết và đậu hũ non nè, hẹ và cà chua thôi. Mời các bạn cùng theo dõi video của mình nha. Để nấu cái món canh này thì chúng ta có những nguyên liệu như sau: hẹ, hành tím củ, hai quả cà chua các bạn. Ở đây mình sử dụng bốn cái khuôn đậu hũ non hoặc là gọi là đậu hũ trắng. Và hôm nay mình sử dụng cái huyết bò các bạn. Cái này người ta luộc sẵn rồi, mình chỉ mua và đem về thôi. Món này thì nấu rất là nhanh và đơn giản thôi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sơ chế các bạn. Sau khi chuẩn bị những cái vật liệu để nấu này các bạn, tùy thôi, người thì cắt to hoặc là cắt nhỏ tùy theo các bạn nha. Chúng ta bắt đầu nấu thôi các bạn. Đây là nấu theo cách của gia đình mình. Mình cho chút dầu thôi, dầu ăn là mình đặc biệt là không có chiên đậu hũ nữa nha. Sau đó chúng ta sẽ phi hành xào sơ cái cà chua nè các bạn. Sau đó chúng ta đổ nước vào, rất là đơn giản thôi. Sau khi đổ nước vào thì mình cho một chút xíu nước muối vào các bạn. Rồi để nắp để cho nó sôi lại. Sau khi sôi lại thì chúng ta đổ tiết vào trước các bạn. Sau đó các bạn là huyết vào trước.
và tiếp theo là đậu hũ trắng các bạn. Chúng ta chờ cho nó sôi lại lần nữa thì mới bỏ hẹ vào. Thường thường thì hẹ thì chúng ta nên cho sau cùng các bạn. Đây các bạn, sau khi đã sôi lại, mình bắt đầu đưa hẹ vào và nêm nếm gia vị. Rất là đơn giản các bạn. Như vậy là cái món canh huyết nấu với đậu hũ trắng và hẹ đã hoàn thiện các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mến chào các bạn.